Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh tin Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Cùng khí chất sang chảnh hơn người, Yeo Ji Hyun thực sự nổi tiếng và được yêu thích rộng rãi khi cô tham gia bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo và được dân cư Hàn gọi với biệt danh là Tình Đầu Quốc Dân. Yeo Ji Hyun cũng gật đầu đồng ý tham gia rất ít bộ phim truyền hình. Mới đây, cô nàng gây sốt toàn châu Á khi tham gia bộ phim Huyền Thoại Biển Xanh cùng nam diễn viên Lee Min Ho. Mặc dù đã là gái một con, nhưng Yeo Ji Hyun vẫn sở hữu vóc dáng vô cùng cân đối với vẻ đẹp không tuổi. Cô rất xứng đáng với vị trí nữ diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc hiện nay. 2. Song Hee Kyo. Nếu đã là fan của những bộ phim truyền hình Hàn Quốc, chắc hẳn bạn không thể không biết đến nữ thần sắc đẹp Song Hee Kyo. Không chỉ được yêu thích bởi vẻ đẹp trong sáng, Song Hee Kyo còn gây ấn tượng với khán giả qua một loạt các vai diễn tình đám trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc này, Trái Tim Mùa Thu, Gió Mùa Đông Năm Ấy và mới đây nhất là bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Cô cũng là người đi đầu trong xu hướng để tóc mái thưa mà nhiều bạn trẻ mê mẩn ngày nay. Cũng giống như Yeo Ji Hyun, Song Hee Kyo sở hữu vẻ đẹp không tuổi, thách thức thời gian. Với đời tư trong sạch, cô thật sự rất được lòng khán giả Hàn Quốc. 3. Kim Tae Hee. Tên tuổi cùng sự nghiệp gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như Nấc Thang Lên Thiên Đường, Chuyện Tình Harvard, Nàng Công Chúa Của Tôi. Kim Tae Hee luôn nhận được tình cảm cũng như sự quan tâm của người dân Hàn Quốc. Không chỉ thế, cô còn được coi là tượng đài sắc đẹp của xứ Củ Sâm, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Vừa qua, Kim Tae Hee lại một lần nữa khiến cư dân mạng ghen tị khi có một đám cưới cổ tích với chàng hoàng tử châu Á Biren. 4. Son Ye-in. Nổi tiếng và được nhiều người biết đến khi tham gia những bộ phim tình cảm lãng mạn như Cổ Điển, Hương Mùa Hè, Cô Đơn Trong Tình Yêu, đặc biệt là bộ phim Cổ Điển. Bộ phim cũng mang lại cho cô giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baekjang Earth Award lần thứ 39 và Grand Bell Award lần thứ 24. Với khuôn mặt dễ thương, ngoại hình sáng sân khấu, những bộ phim Seo Ye-in tham gia đều đón nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và cô cũng là gương mặt đảm bảo rating cho các nhà đài. 5. Suzy. Được biết đến nhiều hơn với tư cách là ca sĩ thần tượng, tuy nhiên khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Suzy cũng gặt hái được vô số thành công, xóa bỏ được hình ảnh bình hoa di động mà nhiều người vẫn nói. Đam mê diễn xuất, Suzy bắt đầu đi lên từ những vai phụ và thực sự trở thành đình đám sau khi tham gia bộ phim Mối Tình Đầu. Vẻ đẹp trong trẻo tựa sương mai của cô khiến biết bao nhiêu trái tim chàng trai đổ gục. Ngoài đời, Suzy hẹn hò với Lee Min Ho và nhận được vô số sự ủng hộ của cộng đồng mạng. 6. Lee Bo Young. Lee Bo Young ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2003 cùng vài vai diễn phụ khá nhạt nhòa. Năm 2005, Lee Bo Young đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình dài tập Sweetheart My, Darling My nhưng không được khán giả đón nhận. Không nản lòng, cô tiếp tục trau dồi kinh nghiệm diễn xuất và nỗ lực học hỏi. Cuối cùng, thành công cũng đến với Lee Bo Young. Tên tuổi của cô gắn liền với các bộ phim I Hear Your Voice, Pinocchio. Với cố gắng không ngừng nghỉ, Lee Bo Young chắc chắn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. 7. Ha Ji Won. Ha Ji Won là một trong những diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc khi có thể tham gia vào nhiều thể loại như phim võ thuật, phim hài, phim truyền hình và phim thể thao. Cô được nhiều khán giả biết đến trong phim lịch sử Hwang Jin-ni, Im Bret-ki hay phim hài lãng mạn Secret Garden.
Ha Ji-won cũng nhiều lần đạt giải nữ diễn viên xuất sắc hay nữ diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của cô nàng. 8. Han Jo-ju. Han Jo-ju, cô nàng được biết đến với biệt danh mỹ nhân sở hữu nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc, cũng có mặt trong danh sách này. Không chỉ sở hữu gương mặt ưu tú, Han Jo-ju còn có lối diễn xuất nhẹ nhàng, phản ánh rõ tâm lý nhân vật. Han Jo-ju được xem như bảo bối mới của điện ảnh xứ Hàn kể từ sau bộ phim truyền hình Điệu Văn Sơ Mùa Xuân, phim thứ tư và cũng là cuối cùng trong loạt phim Tình Yêu Bốn Mùa của đạo diễn nổi tiếng Yoon Seok-ho. Sự nghiệp của cô thăng hoa qua bộ phim Người Thừa Kế Sáng Giá bên cạnh Lee Seung-ri. Bộ phim gây tiếng vang vào năm 2009 đạt rating cao nhất đến 47,1%. Chính dự án này đã đánh dấu sự thành công của Han Jo-ju, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông. 9. Shin Min-ah. Shin Min-ah bắt đầu sự nghiệp của mình là một người mẫu cho các tạp chí tuổi teen Kiki vào năm 1998, sau đó xuất hiện trong nhiều video ca nhạc K-pop boy bands cho đến khi bước vào con đường diễn xuất vào năm 2001. Cô diễn viên mới nhanh chóng trở thành ngôi sao và được nhiều người săn đón. Sau này sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa với một loạt phim bom tấn như Oh My Venus, The X, đưa hình ảnh của cô đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là khán giả châu Á. 10. Park Shin-hee. Có lẽ khán giả yêu phim Hàn đã quá quen thuộc với hình ảnh của Park Shin-hee qua nhiều bộ phim như Cô Nàng Đẹp Trai, Mỹ Nam Nhà Bên, Những Người Thừa Kế. Không sở hữu nhan sắc mỹ miều, Park Shin-hee gây ấn tượng với khán giả truyền hình bởi khuôn mặt ngây thơ, vẻ đẹp trong trẻo cùng khả năng nhập vai tốt. Với đời tư trong sạch, tinh thần nỗ lực hết mình cùng sự nghiệp đang mở rộng, chắc chắn Park Shin-hee sẽ ngày càng tỏa sáng hơn nữa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S.